Xin chào các bác. Cửa hàng Vinh Auto Đông lại có rất nhiều củ loa hàng xịn, hàng chính hãng giới thiệu đến các bác đây. Đây là những củ loa của cái loa mini Onkyo, hàng xịn, hàng chính hãng. Và đặc biệt những cái loa này thì nó sản xuất những năm tầm năm 90 trở lại đây. Tắc tầm năm 90 đến năm 2000 thì bắt buộc nó sẽ sản xuất lắp ráp ở nước thứ hai, thứ ba, một là Malaysia, hai là Trung Quốc. Các bác nào đã chơi các dòng loa mini thì sẽ biết. Và đây là củ loa của những bộ loa đó. Thì cửa hàng tôi có nhập về thì đăng lên cho bác nào có nhu cầu chế loa mít hoặc loa tép thì có thể liên hệ mua đặt hàng. Và tôi sẽ gửi cho các bác. Có thể qua dịch vụ Viettel hoặc là nhà xe khách. Nếu các bác có tài khoản thì chuyển tiền luôn hoặc là có thể nhờ dịch vụ vận chuyển họ thu từ bộ tiền. Đây, một củ loa này. Thì đường kính của loa là 12, rất thích hợp để anh em về chế loa lời, loa mid. Đây, sản xuất tại Malaysia, Onkyo. Rất nặng nha, củ loa bằng mặt luôn, 500 sắp xỉ 7 bằng, nặng như đá luôn. Hàng xịn, hàng chính hãng. Bởi vì đợt này là nó có cái củ này, chứ còn nếu mà bình thường các bác không muốn mua củ loa như này, không bao giờ có được, trừ khi là mua của Trung Quốc. Trừ khi mua của Trung Quốc anh em nhé. Bởi vì đây nó là của loa Nhật, mà người ta lại không bao giờ người ta sản xuất củ loa riêng như thế này. Bởi vì nó theo thùng mà. Nên là để có được như thế này thì không hề đơn giản. Củ này thì nó sản xuất tại Đài Loan này. Đó. Nó tùy theo nơi lắp ráp. Còn này Đài Loan. Sắt xi bảy màu xịn hết nha. Chỉ có mỗi thay gân này anh em nha. Còn tôi bao zin bao xịn hết cho anh em. Bởi vì loa nó hoạt động hoàn hảo hết mà nó chỉ có mỗi cái nào nếu mà nó bị gân mục thì mới đi thay. Thì một cái loa của mid này thì bán giá là 350.000 một chiếc. Thì anh em mua một đôi là 700.000. Còn củ loa tép này thì là 250.000 một chiếc. Một đôi là 500.000. Ở đây thì nó có loại tép lõm một phía, còn có loại thì tép tròn đều. Và kích thước từ cái hai cái lỗ này đến nhau thì nó 8,5 cm. Còn cả cái mép này, từ mép này sang mép kia thì là 10,5 cm. Nghĩa là tâm của hai lỗ này là 8,5 cm. Một kích thước cũng khá to cho loa tép đấy anh em. Tất nhiên cái này nó là cái vỏ bên ngoài thôi. Còn cái phần loa tép thì nó chỉ là cái rốn loa trong. Loa tép loa nó cũng thế, nó làm vỏ bên ngoài thì làm thôi. Còn loa mít thì là đường kính là 12 cm, đo từ mép này mép kia. Anh em nào có nhu cầu thì đặt hàng tôi sẽ gửi đi. Một đôi loa mid như thế này về để chế anh em sẽ phải thêm tụ, thêm trở vào thì chế. Đó là theo nhu cầu của các bác. Mình chế kiểu gì thì chế. Thì là một chiếc bán lẻ cũng bán là 350.000 cái này, còn cái này là 250.000. Lấy một đôi thì cứ nhân giá lên là 500 và 700.000 một đôi. Đảm bảo hàng xịn, hàng chính hãng cho anh em. Những cái loại này thì có bảo nó nhái nữa không có nhái được các bác nhá. Nếu mà hàng tàu thì trên thị trường nó cũng có, nhưng mà nó là loại khác và nó không bao giờ in những cái tên như này. Đây là chính hãng tháo thùng ra. Đấy, như Onkyo này, đây là loa tép làm châm 2 tầng ghê phết, có kém gì đâu. Đó. Làm châm kép, làm châm kép. Đa phần là lắp ráp tại Malaysia hoặc là Trung Quốc hoặc là loa nặng lắm các bạn, bởi vì nó quá gấu luôn, nó đặc chắc. Dòng Onkyo thì anh em là đã chơi loa to rồi thì biết nó rất gấu, rất to của loa. Cái hãng nó làm thì và nó sản xuất những năm gần đây. Gần đây thì nói cho nó không phải là quá ngày xưa thì nó cũng phải từ năm 90 đến 2000 thì cơ bản nó phải gần 20 năm. Vâng, xin cảm ơn anh em.